Tập truyện ngày hôm nay, Duy sẽ kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện mà Duy được gửi lại từ một anh trai. Anh này thì anh ở Bình Dương. Anh nói từ cái năm mà anh 14, 15 tuổi, anh đã nghỉ học rồi, không còn đi học nữa. Cho nên anh có đi học nghề ở một cái anh trai này. Anh đó tên là anh Bằng. Anh Bằng này dạy cho anh cái nghề ghép giống cây cao su của mọi người. Anh Bằng này không những là cái người anh đi trước ở trong nghề, mà anh còn là một cái người sư phụ của anh luôn. Tại vì anh nói, cái anh bạn này ảnh rất là giỏi về bùa phép, đặc biệt là cái bùa năm ông á mọi người. Cho nên là trong suốt cái quá trình mà anh qua bên nhà của anh bạn để mà học nghề á, anh chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện tâm linh, phải nói nó khá là ghê luôn đó. Cho nên anh có gửi về cho Duy cũng rất là nhiều câu chuyện, và ngày hôm nay là vài câu chuyện đầu trong số đó. Câu chuyện thứ nhất, nó xảy ra khi mà anh qua bên tới nhà của anh bạn á học nghề được tới ngày thứ hai rồi. Do học cái nghề ghép chống cao su mà, thành ra đó là cứ tối ngày hai anh em toàn là ở ngoài cái vườn cao su không à. Ở phía sau nhà của anh Bằng nguyên một cánh rừng toàn là cao su bạc ngàn không vậy đó. Buổi sáng ngày hôm đó anh nhớ không lầm, mới có khoảng 9 giờ sáng thôi, hai anh em đã hì hục ở ngoài cái miếng vườn cao su đó mà học nghề rồi. Đang làm gì đó thì tự nhiên anh mới khát nước, cho nên là muốn chạy vô trong nhà của anh Bằng á, vô đó uống nước xong rồi quay ra cái chỗ này. Cho nên là anh bắt đầu đi từ cái miếng vườn cao su đi thẳng vô trong nhà luôn. Do là cái miếng giường vô nhà đó nó cũng xa, thành ra cái đoạn đường này đi cũng khá là lâu đó. Trên đường đi anh có hát, hát du dơ gì nè. Đi gần tới nhà rồi á thì anh mới hát nhỏ nhỏ lại, chứ hồi nãy giờ hát cũng khá là lớn đó. Cho tới khi mà anh đi gần tới cái nhà này còn có khoảng vài trăm mét thôi á, thì anh mới thấy là ở bên hông nhà của anh Bằng này á có mắc cái võng. Đây là cái võng để cho anh nằm nghỉ mỗi ngày đó. Anh mới thấy là trên cái võng này hình như có cái bóng trắng. Đây là cái bóng hình người luôn nha, mà nó cứ mờ mờ nè, kiểu như là người ta đang ngồi mà người ta xoay cái mặt vô hướng trong nhà đó, rồi đưa cái lưng hướng ra anh đang ngồi, mà kiểu đang ngồi giỡn chơi của mình anh nè. Lúc này thì anh vẫn chưa nghĩ gì nhiều hết, mà cũng chưa sợ luôn, tại vì anh biết ban ngày thì không bao giờ có ma cỏ gì hết, ma nó sợ ánh sáng mặt trời mà. Mà anh thấy rất lạ, tại vì trong nhà của anh Bằng lúc này không có ai hết trơn, anh em đã ra ngoài này hết trơn rồi, đóng cửa lại. Vậy thì ai đang ngồi trên cái võng đó? Mà gió nó cứ đung đưa qua lại gì nè, cái võng nha nó cứ lắc qua lắc lại rất là mạnh luôn, cái bóng vẫn còn ở đó. Cho nên là trong lúc mà anh đi vô nhà đó, anh vẫn đi mà vừa nhìn chăm chăm vô cái võng đó hoài vậy nè. Đang đi một hồi á thì đâu có nhìn với cái chân của mình đâu, ảnh mới đạp một cái nhành cây khô. Cái cây này do nó khô quá đi, thành ra khi mà đạp lên á nó bể cái rắc, cho nên là nó ra cái tiếng đó. Khi mà cái tiếng rắc này nó phát lên rồi đó, thì cái bóng trắng đang ngồi trên cái võng ở trong nhà đó nó mới quay cái mặt lại, nó nhìn anh vậy nè, kiểu như là nó đang hết hồn, nó biết có ai phát hiện nó vậy đó. Cho nên nhanh chóng nó mới đứng dậy rồi nó chạy thẳng ra phía sau nhà luôn. Khi đó thì anh cũng ráng chạy thiệt là nhanh tới cửa nhà để mà coi á cái bóng trắng này là ai. Nhưng nó đi ra tuốt vào phía sau rồi. Mà anh thấy nha, nó còn ngồi trong nhà đó thì anh còn thấy được đây là cái bóng trắng mờ mờ. Nhưng khi mà nó đi ra ngoài trời rồi đó thì anh thấy nó mất tiêu luôn. Cho nên anh đâu có vô nhà uống nước, anh đứng ở ngoài cái trái phía sau á để mà coi thử coi á cái bóng trắng này nó đang đi đâu. Nhưng mà không thể nào thấy được luôn. Anh chỉ thấy giữa trời nắng, nguyên cái đàn gà đàn vịt đang đứng ở đó đó, thì tự nhiên giống như là có ai á đang đi giữa cái đàn gà nè, lùa vô cái đàn gà đàn vịt, thành ra tụi nó tách ra hết trơn. Kiểu như là cái bóng này á đi tới đâu thì mấy con gà mấy con vịt á nó dạt ra tới chỗ đó, nó dạt qua hai bên vậy nè để cho cái bóng nó đi. Thấy cảnh tượng đó thì anh sợ quá trời rồi, đâu có dám vô nhà uống nước đâu, quay thẳng lại cái giường cây cao su á, vô đó kể cho sư phụ của mình nghe là anh Bằng á, nhưng mà anh không có tin. Cho tới tầm khoảng một tuần sau, cũng đúng vào giờ đó tầm khoảng 8-9 giờ sáng á, thì tự nhiên anh mới mắc cầu, đau bụng quá trời luôn. Mà ngặt một cái, nhà của ông này á thì không có nhà vệ sinh đàng hoàng gì hết, toàn á là đi tầm bệ tầm bạ ở ngoài không à. Anh á thì anh cũng chê cái chỗ này, cho nên anh định đi qua cái lô cao su gần đó đó, vô đó để mà đi cho nó thoải mái đi. Nhưng khi mà bước vô tới đó rồi á, gặp người ta đi cạo mũ cao su quá trời người luôn, đâu thể nào ngồi đó được đâu, rất là mắc cỡ. Khi đó là định quay về rồi, nhưng đau bụng quá trời rồi, về không có nổi, cho nên cũng ráng lết qua tới cái miếng giường điều kế bên á, vô đó ngồi để mà đi cầu. Đi cầu đó nha mà không có ai xung quanh hết trơn á, cái miếng giường rất là vắng luôn. Tự nhiên không hiểu sao lại đâm đầu vô cái miếng giường điều này, tại vì ngày thường á cái chỗ này á nó âm u dữ lắm luôn, anh đi ngang là không bao giờ dám bước vô, mặc dù là ban ngày nha, nhưng bây giờ không biết cách nào nữa rồi, cũng ngồi xuống đó để mà đi cầu. Khi mà đi gần xong rồi, đứng dậy định kéo cái quần lên thì tự nhiên một cái cảm giác rất là khó tả luôn, tại vì anh nói giống như là có nguyên một cái luồng gió lạnh á, nó thổi từ đâu á, thổi từ sau lưng thổi tới nè, nó ùa qua một cái khiến cả cái cơ thể của anh nó cứng ngắc như cục đá luôn. Đang cầm cái quần ở đó mà không thể nào mà động đậy tay chân của mình được gì hết trơn á, muốn chạy cũng chạy không nổi luôn, mà ngồi xuống cũng ngồi không được, là anh đã tự biết rồi, biết là mình ở đây nè, mình đi tầm bậy tầm bạ rồi người ta quở, người ta trách, người ta phạt vậy đó. Cho nên là cũng biết thân biết phận, đứng ở đó mà giái thầm với người ta để mà xin lỗi. Xin lỗi là bây giờ á đã động phạm tới chỗ của người ta rồi, tha cho con đi. Thì tầm khoảng vài phút sau á,
cái giò của anh mới đỡ tê, anh mới có thể đứng dậy thẳng rồi kéo cái quần của mình lên mới bước ra khỏi được cái chỗ này luôn đó. Nhưng mà quên, do chạy quá là nhanh, thành ra còn bỏ lại cái đôi dép ở đó. Về tới nhà mới nói lại cho anh bằng biết á, ảnh không có tin, nhưng mà thôi cũng phải nhờ ảnh á dẫn vô tới trong cái chỗ này nè để mà lấy lại cái đôi dép, chứ mình ên á không dám vô trỏng nữa. Anh nhớ có cái lần đó là tầm khoảng 7 giờ tối thì anh bằng này có dẫn anh đi qua tới nhà của cái bà đó. Bà đó là bà Năm, thì bà Năm á cũng chính là người quen của cái ông chủ vườn cao su này luôn nè. Qua đó thì người lớn mà, người ta nói chuyện toàn là cái chuyện người lớn không à. Anh nghe thì cũng không có hiểu gì hết, mà anh mình ông dẫn qua đây thì thôi cũng ngồi chung với mọi người. Nhưng mà ngồi được hồi tầm khoảng 1-2 tiếng sau, buồn ngủ quá trời chịu không có nổi, mà ổng thì vẫn chưa có chịu về nhà nữa, cho nên thôi ngồi đó nhưng mà ngủ gục hồi nào không hay. Mà phải chi anh vô trong phòng anh ngủ một mình trong đó, anh bị ma nhát không nói đâu. Anh nằm ra phía sau lưng của anh bằng, ảnh đang ngồi nói chuyện với mọi người, vẫn còn ngồi đó luôn. Tự nhiên anh ngủ ngon quá trời, đang nằm ngủ một hồi thì có cảm giác giống như là có một cái gì đó rất là nặng, nó đang đè trên cái người của mình vậy đó. Anh cũng mở mắt ra luôn, nhưng cơ thể không thể nào mà cử động được. Anh thấy rất là rõ ràng, cái cảnh tượng xung quanh là mọi người vẫn còn đang ngồi trên cái phản, đang ngồi nói chuyện với nhau. Anh nghe rất rõ luôn, cái ánh đèn trong nhà nó vẫn còn sáng. Nhưng mà anh thấy trên cái người của mình có nguyên một cái người đàn ông. Cái ông này bự mà to thù lùi nè, lông lá rất là nhiều. Ổng cứ đưa cái mặt á, ổng nhìn chằm chằm xuống cái chỗ của anh nằm vậy nè, trong khi cả nhà vẫn còn ngồi ở đó. Mà anh nói nha, ổng cứ ngồi trên đó mà ổng cứ nhìn thâm lơm xuống hoài vậy nè, chứ không có làm gì hết, không có đưa tay bóp cổ gì hết nha. Bắt đầu á, anh mới nhớ lại cái lời của anh bằng dặn, niệm Phật ở trong lòng, niệm hoài ổng cũng ngồi ở đó, cái người cứ ngắt vậy đó. Một hồi sau á mới niệm ra thành tiếng luôn, nhưng mà cái lời của mình niệm ra mọi người xung quanh cũng không ai nghe hết. Tầm khoảng nửa tiếng sau á, cái người này mới biến mất và anh mới nhẹ lại đó. Sau khi bừng tỉnh dậy á thì anh cũng có kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe. Và đây cũng là cái bài học xương máu của anh mỗi lần bị ma đè luôn. Anh nói khi bị ma đè đó thì bắt buộc mình phải niệm Phật. Nếu mà niệm Phật á thì phải niệm Phật thành tiếng nha, niệm lớn lên luôn chứ không phải là niệm trong lòng đâu. Niệm trong lòng á thì cũng như không à. Hoặc nếu mà ai cứng cựa hơn á thì thôi để cho người ta làm gì thì làm, chứ đừng có cố gắng chống trả gì hết trơn á. Người ta cũng ở đó hoài hà. Chỉ cần mình im đi, người ta làm gì làm á, một hồi người ta cũng tự đi à. Để mà nói về cái loại ngải mà hồi nãy anh Bằng đã đưa cho anh cầm trên tay đó, thì đây là một cái loại ngải hoang, nó rất độc luôn. Cho nên là anh có kể thêm một cái câu chuyện để biết nó hay mà nó độc tới cỡ nào. Người bị trong câu chuyện này chính là anh hai của anh luôn. Anh nói cái năm nào thì anh không có nhớ, nhưng mà anh hai của anh cái đêm đó có đi vô trong một cái bãi đất hoang á, vô đó để mà đi soi nấm mối á mọi người. Đây là một cái loại nấm mọc hoang thôi, nhưng mà nó có cái giá trị rất là cao nha, rất là mắc tiền luôn. Vô đó đi hái nấm, nhưng mà do đi ban đêm mà, cho nên là anh hai á đã vô tình đạp phải một cái bụi ngải. Chỉ là đạp trúng thôi đó, nhưng mà về nhà đó ha, bắt đầu có rất là nhiều cái biểu hiện lạ xuất hiện trên cái da của anh hai luôn. Mới đầu nó ngứa sơ sơ toàn thân vậy nè, ngứa thì gãi thôi, mà mỗi lần gãi á nó bong tróc cái da ra, càng gãi á thì nó càng ngứa, mà càng ngứa thì càng gãi, gãi nữa đó thì nó chảy máu, nó rướm máu ra vậy nè. Do đó thì cả nhà mới tức tốc đưa anh hai á xuống bệnh viện Da Liễu dưới Sài Gòn á để mà chữa trị, nhưng mà vẫn không hết luôn. Riết rồi bác sĩ người ta bó tay đưa về nhà, đi bao nhiêu thầy thuốc cũng không hết cả. Thiệt tình là thời điểm đầu á ở nhà không hề biết anh hai đã đạp trúng một cái bụi ngải hoang đâu, không biết. Nhưng mà sau khi đi chữa hoài nó không hết mà còn nặng hơn nữa đó, thì mới đi coi thầy, thầy pháp về tâm linh á. Người ta nói á có thể cái thằng này đã đạp trúng cái cây ngải rồi, cho nên phải đi tìm cái người thầy nào á chuyên trị về bùa ngải, cái loại ngải này nè, người ta mới trị được, chứ đừng có đi Da Liễu gì hết á, bệnh viện ta không làm được đâu. Mà anh nói cái thời điểm đó toàn thân của anh hai á nó nứt nẻ ra hết trơn luôn, mỗi cái vết nứt á nó sẽ rướm máu lên rồi nó bong tróc ra, tại vì á đã gãi ngứa quá là nhiều. Cho nên cái người thầy đó người ta nói á phải đi chữa trị gấp đi, chứ để lâu á là sẽ chết, tại vì á cái ngải này nè nó ăn gần hết người của thằng này rồi. Nhưng mà cũng hên, cái người thầy này á đã giới thiệu một cái người thầy khác, cái người thầy đó ở bến cầu Tây Ninh á. Trong khi đó nhà của anh á là ở Dầu Tiếng, muốn đi tới bến cầu Tây Ninh á khoảng 90 cây số luôn, rất là xa, nhưng thôi cũng phải ráng mà đi. Sau đó thì ở nhà cũng tức tốc chở anh hai đi tới bên nhà của người thầy này ở bến cầu á. Lần một á thì anh không có đi, chỉ có cha mẹ với anh hai đi thôi hà. Qua đó thì hình như người ta yêu cầu á chuẩn bị 20 cái trứng gà hay sao đó, rồi những cái lần tiếp theo á phải đi thêm nữa. Tới cái lần thứ hai á thì cả nhà cũng đi và anh cũng đi theo luôn. Vô tới đó thì anh mới thấy là cái nhà của ông thầy này á là một cái căn nhà mái thái mới vừa xây luôn. Ngày hôm đó tới cũng là cái ngày mà ông thầy ăn tân gia nhà luôn, rất là đông khách khứa, nhưng mà thầy vẫn ráng giúp đỡ cho anh hai. Anh vừa đi vô tới sân thôi á, anh mới thấy kế bên cái nhà mái thái của thầy mới xây á là có cái nhà bằng ngói hai mái, mà cái nhà đó hình như là cái nhà cũ trước đây của thầy hay sao đó, không có cửa nẻo gì hết, cũng có cái bàn thờ. Nhưng mà kỳ là cái bàn thờ á sao mà để gà vịt á nó bay lên, nó ỉa đá đó quá trời luôn, cho anh thấy quá là dơ. Anh nói trời ơi,
thầy bà gì đâu á, mà để bàn thờ á cứt gà cứt vịt không vậy, nhìn ghê quá. Thành ra đó anh không có tin về cái khả năng của người thầy này. Một hồi sau á thì ông thầy cũng dẫn anh hai vô tới trong nhà, nhưng thầy đóng cửa lại hết, không cho ai vô nhà nha, để mà chữa bệnh. Tuy nhiên á, anh cũng tò mò, anh nhìn qua cái vách á thì anh thấy là thầy dùng cái chiếu á, đây là cái chiếu của nhà anh đem lên đắp lên người của anh hai vậy nè. Anh hai nằm đó đắp lên như xác chết vậy đó, rồi thôi à, không thấy thầy làm gì nữa cả. Mặc dù chỉ có nhiêu thôi, nhưng mà kiểu như là thầy làm ở trong cái người của thầy hay sao đó để mà trục khỏi cái năng lượng nó ra, cho nên thầy làm rất lâu, tầm khoảng mấy tiếng sau mới xong luôn. Giờ đó thì cũng đúng cái giờ đãi khách luôn rồi, khách khứa tới rất nhiều, cho nên á thầy cũng kêu gia đình của anh á ngồi lại ăn chung với khách luôn đi, lỡ rồi ngay đám tân gia mà. Cho tới khi mà ăn uống xong rồi, anh bước ra tới khu vực nhà sau của thầy á để mà coi thử coi nhà thầy có cái gì, thì anh mới thấy là ở phía nhà sau á có một cái bụi này nè, nó tùm lắm, nhìn cái lá của nó cũng giống như là một cái bụi cái cây gừng vậy đó mọi người, như cái củ gừng vậy đó. Thì anh thấy là y chang à, nhưng nhìn lại cái gốc cây á thì ở dưới đó nó có cái chất gì đó, nó chảy ra, nó đen thùi lùi như là nhớt á, mà nó chảy từ đất nó chảy lên vậy nè mọi người. Mà xung quanh cái bụi này nè được rào lại rất chắc chắn luôn nha, không cho ai bước vô hết trơn á. Anh mới thấy lạ, anh nói nếu như đây á chỉ là cái bụi củ gừng củ nghệ bình thường á thì đâu có cần phải rào lại đâu, nếu có gà có vịt á thì chỉ rào bằng tre hoặc là cái này cái nọ đơn sơ thôi. Nhưng nhà của thầy á rào rất chắc chắn nha, bằng cây sắt luôn, kiểu như không muốn cho ai đột nhập gì đó. Anh cũng thấy tò mò quá, anh định bước vô rồi, nhưng vừa đưa cái giò vô thôi á thì ông thầy á ông đứng sau lưng rồi, ông nói ê làm gì vậy, bước ra. Khi bước ra rồi anh mới hết hồn, anh nói trời ơi ổng tự đâu xuất hiện vậy. Ổng mới hỏi hồi nãy giờ á có bước vô đây chưa, có đụng vô cái lá này chưa. Anh cũng nói thẳng luôn là con chưa có đụng vô gì hết á. Vậy đó thì ông thầy mới để yên á, chứ không thôi mà anh đụng vô rồi á là có chuyện nha, tại vì đây á là cái bụi cây ngải của nhà thầy trồng đó. Tới nước này rồi thì anh mới biết được là cái bụi cây đó nó hoàn toàn nguy hiểm, không có động tới được, cho nên thôi cũng sợ bước vô nhà cùng với thầy. Một hồi sau thầy mới dẫn mọi người cùng với anh hai á đi ra tới cái bụi cây này nè, để mà cầm cái bịch trứng gà hồi nãy ở nhà của anh đã chuẩn bị đó, đem ra đó để mà đập ra. Khi mà thầy đập ra đó thì hầu như 20 trứng nào cũng đen thùi lùi, không còn trồng trắng trồng đỏ gì cả, đây là hộp gà tươi nha, chứ không có luộc gì cả. Nó chảy ra một cái chất, nó đen thùi lùi như là nhớt ở trong cái xe của mình vậy đó mọi người, đen mà đặc sệt luôn. Và rồi cái đợt đó sau khi mà chữa xong ở nhà của thầy đó, anh hai của anh cũng khỏe hoàn toàn luôn, không còn bị lở loét gì nữa. Cái da tự động nó lành lại mọi người, nó lành lại gì nè, như là những cái vết nước á nó được hàn gắn lại vậy đó, rất là kỳ lạ luôn nha. Mà anh cũng không biết là cái thầy đó có cho bùa anh hai vào uống hay không, tại vì anh hai cũng không còn lên nhà của thầy này một lần nào nữa cho tới hết luôn. Thành ra là sau này khi mà anh đi học nghề cùng với anh Bằng đó, anh Bằng mới nói lại cái ông thầy này nè, ổng cũng cao tay ấn dữ lắm, ổng mới nuôi được cái bụi ngải đó đó, tại vì ngải bình thường ma quỷ nó sợ, đằng này đó là ngải hoang nữa thì nó càng sợ hơn. Ngải á thì nó cũng có rất là nhiều loại, nhưng để được gọi là ngải hoang thì ngày trước cái bụi ngải này cũng đã từng được cái người thầy pháp nuôi rồi, nhưng khi nuôi trồng nó lên rồi đó nó mạnh hơn cái người thầy đó, người ta sẽ bỏ, người ta không nuôi nữa. Khi bỏ rồi người ta không chăm sóc, nó sẽ thành ngải hoang, mà ai động vô đó thì cái dấu hiệu y chang như anh hai của anh đã từng bị, thậm chí ghê hơn nữa. Không phải ai muốn nuôi ngải là nuôi đâu, người nào có căn có duyên chuyên nuôi ngải thì nuôi ngải không nó mới có hiệu quả, còn ai chuyên vẽ bùa thì tập trung vẽ bùa không thì cái bùa này nó mới mạnh được, chứ không phải muốn làm cái gì là làm đâu. Với lại khi mà đã nuôi ngải rồi á thì cái giai đoạn đầu thường người ta sẽ cho nó ăn trứng gà, mặc dù đó chỉ là cái bụi cây bình thường thôi, sau này lớn rồi đó người ta mới cho nó ăn nguyên con gà luôn. Cái chuyện đó là hoàn toàn có thiệt nha, chứ không phải trên sách báo gì hết á. Nghe xong thì tự nhiên anh mới liên tưởng, tại sao mà những người thầy á, người ta chữa bùa chữa ngải, người ta lúc nào cũng cần tới những cái trứng gà nè, tại vì những cái vật đó nó có liên quan tới cái việc nuôi ngải đó mọi người. Cho nên qua câu chuyện này á, thì anh Bằng cũng muốn dặn với anh và mọi người đó, hạn chế đi tiểu bậy ở ngoài đường, đặc biệt là những cái chỗ nào mà lùm cây hoang vắng này nọ đó, lâu lâu mà xui xui á, nó có cái bụi cây nè, nhìn y chang là cái bụi của củ gừng củ nghệ đó, mình không biết được đâu, nó tựa tựa thôi hà. Mà mình lỡ mình tiểu lên, vô tình mình đụng tới nó thôi á, mình đã bị ngải ăn rồi đó. Thậm chí đó là ngải nuôi hay ngải hoang gì á, nó cũng đều khó trị như nhau thôi. Cái dấu hiệu á giống như anh hai bị vậy đó, nó lỡ rét tùm lum hết trơn, rất là khó trị. Bên cạnh đó là những cái gò đất hoang nè, rồi những cái nhà hoang không ai ở, và đặc biệt là những cái nhà mà hồi trước á đã từng có thầy pháp người ta ở đây mà bây giờ người ta không còn ở nữa đó, thì những cái nhà đó xung quanh á sẽ thường có những cái bụi ngải mà người ta nuôi á rồi người ta bỏ đó mọi người, không được đụng tới. Nếu mà đụng tới đó thì da mình sẽ ngứa, ngứa xong gãy sẽ bị lở loét hoài luôn. Tùy vào cái độ mạnh độ yếu của cái bụi ngải đó mà cái sự tàn phá của nó sẽ nhanh hay là chậm. Nghe tới đây á thì cũng đã hết một trong những câu chuyện của cái anh này kể lại rồi đó mọi người.